Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Nông mới đạt trên 54,3% kế hoạch. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy để thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt yêu cầu các ngành địa phương liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp. Địa phương đơn vị nào để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công là trên 2.675 tỷ đồng, bao gồm vốn được giao năm 2022 là 2.671 tỷ đồng và kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 chuyển sang năm 2022 là trên 4,6 tỷ đồng. Xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo sự thúc đẩy để phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, đấu thầu. Tại cuộc họp nắm bắt tình hình giải ngân vốn đầu tư công mới đây, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải nêu cao quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực, có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 95%. Cùng với việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Chất lượng công trình vẫn là yêu cầu số 1. Không thể khác được không vậy? Bây giờ cái chất lượng công trình chúng ta gấp rút như vậy, nhưng mà chất lượng công trình nếu mà không tốt thì không được. Thì cái này tôi đề nghị ngoài ban quản lý rồi các chủ đầu tư, các đồng chí phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình. Đấy, các đồng chí thuê mướn kỹ sư kiểm soát hay là tư vấn thiết kế giám sát gì đấy. Ví dụ như ban quản lý các đồng chí phải tập trung thuê người đi. Thì bây giờ chúng ta giám sát được không hay là cứ thả cho nó trôi. Trôi đến kết quả thế nào như thế nào là không được. Nhưng cũng mong các đồng chí giám đốc sở ngành ở đây á. Thì trong cái tình huống đang khó khăn thế này, mong đồng chí là cũng tập trung chỉ đạo anh em của mình xuống giúp ban quản lý. Bây giờ trước mắt là giúp rồi đã. Ban quản lý phải là người đề xuất, các đồng chí phải có tiếng nói đề xuất ở đây. Thì bây giờ các đồng chí phải mạnh dạn nói và mạnh dạn đề xuất. Bây giờ chúng ta đang khó khăn như vậy, không đủ thừa cá nhân nữa hết. Thì các đồng chí phải mong các đồng chí giám đốc sở là tập trung hỗ trợ. Rồi các, đặc biệt các đồng chí chủ tịch ngồi đây, các dự án là nằm trên đất của đồng chí hết. Nói gì thì nói. Thế còn sau này hưởng thụ lại dân của mình ấy, dân của đồng chí chủ tịch ấy, thì các đồng chí phải hỗ trợ thêm cho ban quản lý. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh hiện đang triển khai 31 dự án với kinh phí hơn 800 tỷ đồng. Trong đó có 8 dự án được mở mới trong năm 2022. Tính đến hết tháng 11, tỷ lệ giải ngân các công trình do ban phụ trách mới đạt trên 36%. Một số công trình được đánh giá giải ngân chậm như quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, đường Đạo Nghĩa Quảng Khê giai đoạn 2. Tuy nhiên, các dự án trên đến thời điểm này đã mở thầu xong nên sẽ đảm bảo giải ngân đúng tiến độ. Riêng dự án quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa dự kiến sẽ mở thầu trong trung tuần tháng 12 để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đạt trên 95% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp. Các giải pháp thì để mà công tác và giải ngân thì của các cái dự án mới thì thứ nhất là ban phải tiến hành hợp thương ký hợp đồng và triển khai thông báo các cái địa phương tập trung là giải phóng mặt bằng cũng như là di dời các cái công trình hạ tầng nằm trong phạm vi của dự án để đảm bảo cái an toàn lao động cũng như để kịp thời triển khai thi công. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đạt trên 95%, trong tháng 11, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cắt giảm vốn của các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân để bổ sung cho các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời kiến nghị Trung ương điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022. Đối với các dự án được bố trí hoàn vốn để hoàn ứng ngân sách Trung ương đã giải ngân đảm bảo theo tiến độ đặt ra. Trên cơ sở rà soát, đánh giá và cam kết giải ngân vốn của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến kết quả giải ngân năm 2022 đạt 99,9% nếu được Trung ương thống nhất cắt giảm trên 92,8 tỷ đồng nguồn vốn ODA. Trong trường hợp không được Trung ương chấp thuận thì kết quả giải ngân dự kiến đạt 96,3%. Những cái công trình nào không có khả năng giải ngân vốn thì chúng tôi đã chuyển rồi. Những công trình nào có khả năng chuyển từ giờ cho đến cuối năm thì chúng tôi tiếp tục và cho triển khai. Và các chủ tư đều cam kết là sẽ giải ngân hết 100%. Tuy nhiên là chúng tôi xin nói là chúng ta cũng kỳ vọng là như vậy. Nhưng mà chúng ta có hai cái mà có một số những cái việc là có thể là nó sẽ
sẽ gặp trục trặc, tức là có trên 92 tỷ là ODA. Mặc dù các chủ tư cam kết là sẽ khởi công trong năm 22, tuy nhiên vì cơ chế rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta không rút được ngay. Chúng ta phải làm việc theo cơ chế của ngân hàng ADB, bởi vậy cái việc rút vốn sẽ nằm ở giai đoạn 23. Bởi vậy là chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh trình Bộ Kế hoạch Đầu tư chuyển cái vốn 92 tỷ đồng các dự án ODA, trong đó có ban quản lý dự án cái ADB 8 thì nó khoảng độ 61 tỷ, còn lại các dự án khác thì cũng tổng là khoảng 92 tỷ. Thì nếu như Bộ Kế hoạch Đầu tư mà đồng ý cái việc cho chuyển thì chúng ta dự báo nó còn trên 99% chứ không phải là chỉ 96%. Quá trình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 cho thấy, cùng với những nguyên nhân chủ quan thì có nhiều yếu tố tác động. Đó là giá các vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh, việc thực hiện giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Năm 2022 cũng là năm tỉnh Đắk Nông có 83 dự án khởi công mới, nên việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án thường mất nhiều thời gian.